chào mọi người đang đến với kênh YouTube của Diệu Nhi. Và mọi người hãy nhớ subscribe kênh YouTube của Nhi nha. Ngày hôm nay Nhi sẽ bắt đầu với chuỗi vlog để làm những cái món ăn mang tên là... Đọc tên tiếng Anh hay tiếng Việt đó? Ủa, cái tên không phải, cái tên chương trình chương trình vlog của Nhi tên là Có Gì Nấu Đó. Bởi vì Nhi muốn cho các bạn trẻ đó là không có biết nấu ăn đó thì sẽ áp dụng những cái gì mà nó nấu ăn dễ nhất, nấu ăn nhanh nhất và tiện nhất, và mình nó sẽ làm cho mình có cảm giác đó, mình không có làm biếng vô bếp nè, mình không có chán khi nấu ăn. Cho nên nó như làm cái vlog này á nhiều tập lắm, nhiều món lắm, nhưng mà bởi vì sắp đến mùa trung thu rồi cho nên đầu tiên chúng ta sẽ làm bánh trung thu. Đeo bao tay vô mọi người ơi, mình sẽ đeo bao tay vô để an toàn vệ sinh thực phẩm nha. Nguyên liệu làm bánh trung thu như sau. Ủa phải cân nữa hả? Cân sẵn rồi mà. Sẵn rồi. Giờ vô làm thôi đó, giờ là làm đó. Sau khi đã cân nguyên liệu xong chúng ta... Mọi người thấy đó, trời thôi mới chết rồi, đổ bể tùm lum, thấy chưa, làm bếp chỉ có như vậy thôi, rất là đơn giản. Đơn giản làm bếp không khó, chỉ cần có khéo hay không thôi. Vì vậy đó là lý do tại sao Nhi làm những cái vlog này, để hướng dẫn mọi người cách làm bếp cho những người không bao giờ làm bếp, không bao giờ nấu ăn, ít khi nấu ăn, chưa bao giờ nấu ăn, ghét nấu ăn, làm biếng nấu ăn. Vậy đó, mục đích vậy thôi. Là tôi á, mấy người mà nghĩ là tôi kể những trường hợp đó là tôi hết. Không có thời gian nè, mình cũng không nói chung không có thời gian. Nói như có thời gian cũng thích nấu ăn, nhưng mà cái phần mà chuẩn bị á nó rất là lâu, nấu ăn cũng lâu. Nhưng mà sau chương trình này, sau chương trình Có Gì Nấu Đó của Nhi, mọi người sẽ quên đi cái việc á là mình làm biếng nấu ăn. Bắt đầu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ làm vỏ bánh trung thu. Bột đây nè, thấy bột chưa, 200g bột. Chúng ta sẽ bỏ đường vào, bỏ đường vào. Bây giờ thời đại phát triển lắm rồi mọi người ơi, cho nên là hả, bột sẵn mình chỉ ra mình tìm cái bịch bột, nó ghi là bột làm bánh trung thu, nó quá đơn giản luôn. Ngày xưa lúc mà ba Nhi làm bánh trung thu ở nhà nha, là phải mua một bao nhiêu bột nở, bao nhiêu bột này bột nọ, rồi bột vani này kia, nó quá phức tạp đi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần ra siêu thị, ra chợ và tìm cái bịch là bột làm bánh trung thu. Còn đường này hả thì sao, cũng vậy, đường làm bánh trung thu người ta làm sẵn cho mình hết rồi, mình không có cần mà phải hả đó, mình không có cần phải pha, phải chế, rồi phải đợi đường. Trời ơi, tự làm đường mệt lắm, là phải để đường nghỉ mấy ngày á thì nó mới ra được cái màu đẹp như vậy. Cho nên cái gì cũng sẵn hết rồi, thấy không? Mà giá cả đó là cũng rất là phải chăng luôn, rất là rẻ chứ không có mắc như mọi người nghĩ đâu. Cho nên như hy vọng á, cái mùa trung thu này á, mình mua bánh trung thu mình tặng, thì bánh trung thu dạo này bên ngoài thì cũng có rất là nhiều chất bảo quản, và có nhiều cái nó cũng không có sạch sẽ. Có thể là mình làm bánh trung thu ở nhà nè, gia đình mình ăn trung thu với nhau này, đặc biệt nữa thì mình có thể dành tặng cho người yêu, cho bạn bè, cho đồng nghiệp của mình. Trời ơi, cái bánh nó mặc dù á nó sẽ không có như là bánh ở ngoài, không có đẹp, không có chỉnh chu, nhưng mà cái quan trọng là cái tình cảm, cái tình yêu. Và ngày hôm nay sau như khi Nhi làm bánh xong á, là Nhi sẽ đem những chiếc bánh trung thu này đem lên sân khấu kịch của Nhi để cho mọi người ăn. Chắc chắn sẽ quay clip rồi để cho các bạn thấy là cái tài nấu ăn của Nhi như thế nào. Các đồng nghiệp khi mà ăn bánh trung thu của Nhi làm sẽ cái ý kiến sao. Ê, sao giống kẹo chỉ quá vậy nè. Có sai đâu. À, bớ bằng tay. Bỏ. À. Sau đó, sau khi bỏ đường vào bột rồi thì mình sẽ bỏ dầu ăn nha. Dầu ăn này thì Nhi nhà Nhi sử dụng nấu ăn bằng dầu ô liu để sức khỏe. Trời ơi, 30 gram hả? Mà chế vậy sao biết 30 gram? Được hả? Đủ cái ba kêu ngưng nha. Đủ cái ba kêu ngưng nha. Được rồi nha mọi người, chừng nào ba mình kêu mình ngưng là mình sẽ ngưng.
và sau đó sẽ bơ đậu phộng. 5g bơ đậu phộng lên đây. Tiếp theo, đây. Và bây giờ mình sẽ nhào. Đây, dẻo quá. Hơi giống kẹo chỉ ha. Đây. Trời ơi, tôi thấy không có nên đeo vào tay. Nó dính quá à. Từ từ đã, tùm lum ta lá. À, đeo lộn ngón. Đây, mình sẽ quay lại. Đây, mình sẽ nhào bột thiệt là đều nha. Thôi nghỉ đi, bị đặt đeo bao tay hồng đồ nữa, dính tùm lum tà la hết, thôi dẹp luôn đi. Xin lỗi mọi người, thôi dẹp đi để đeo. Rồi, mình sẽ trời ơi còn nhẫn đồ nữa. Hết mọi. Phải tháo nhẫn ra cả nhà yêu ơi. Nhẫn rồi vòng rồi, tại vì bột rồi nó dính tùm lum hết đây. Đó, mình sẽ nhào bột. Đây là mình đang làm vỏ bánh đó quý vị, các bạn ơi. Thật ra cái như thấy là bánh trung thu này cũng không có khó lắm đâu, cho nên đó là các bé, các bạn, các chị có thể làm luôn. Nếu như mà bé nào mà nhỏ tuổi quá mà đang coi clip của chị Diệu Nhi á thì vẫn có thể làm được, bởi vì á nó không có bị nguy hiểm về nước sôi hay là cái gì hết, cho nên các em có thể làm chung. Nhưng mà đến lúc mà nướng á thì các bé là không có biết bật lò nướng đâu, thì nhớ kêu chị và mẹ của mình bật lò nướng và canh lò nướng cho các em nha. Đó, thì bây giờ mình sau khi mình trộn trong đây rồi thì mình sẽ lấy một chút bột, bột áo, mình chét ở đây nè để nó không có dính nha các bạn. Nhưng mà thật ra bột áo này là bột gì á? Bột mì, nó chính là bột mì, và nó cũng là nằm trong cái tất cả bột gọi là bột làm bánh trung thu đó. Xong thì bây giờ mình sẽ nhồi nó. Thấy nó hơi khô ta. Cái chén đường hồi nãy bà cân hết rồi. Cái thêm được hả? Bị ngọt không? Đây mình sẽ trộn. Không biết vậy kêu ba làm sẵn cái. Không biết vậy kêu ba làm sẵn cái. À như vậy là mình đã trộn xong rồi. Trời ơi, mai mốt mình làm như vậy đi. Trộn. Sao khó trộn quá vậy nè. Vẫn cứ trộn đúng không ba? Chắc là tại vì không mạnh tay á. Tại vì tay mình dạo này á không có thời gian, cho nên không có tập gym với tập tạ. Cho nên bây giờ mình sẽ trộn bột cho đều nha. Ba rửa tay trộn con đi, ba trộn hết nổi rồi sao nó không vô vậy ta. Rồi, xong rồi hả ba? Rồi ba chạy, ba chạy, ba chạy. À, như vậy là sau khi mình nhồi cũng phải mất 15 phút. Đó, bởi vì tay Nhi yếu quá cho nên phải mất 15 phút. Thì mình sẽ bỏ lại bột vào cái đây ha. Mệt quá, mệt quá. Mình ủ bột để cho bột nghỉ trong vòng 5 phút. Và trong cái thời gian đó thì mình sẽ làm nhân bánh nha. Rồi, mình sẽ làm nhân bánh. Đây, mình sẽ để bột nghỉ ở đây. Tại vì sau một cái khoảng thời gian mình nhồi bột á thì mình cũng mệt, mà bột nó cũng mệt, cho nên nó phải cho nó nghỉ 5 phút. Đây, tèn tèn. Nghỉ đi con. Bắt đầu làm nhân thôi. Nhân thì mình có hai loại nhân ở đây. Đây là nhân đậu xanh sầu riêng, cũng giống như bột vậy đó. Mình ra ngoài chợ hay siêu thị mình tìm cái bịch ghi là nhân làm bánh trung thu vị đậu xanh sầu riêng, rất đơn giản là như vậy. Có nhiều loại nhân lắm, có nhân trứng muối rồi, nói chung là đủ thứ nhân hết trơn á. Và Nhi, đây là Nhi mua ngoài nha. Còn này là
hộp vịt muối nè, trứng muối nè. Còn đây là trứng gà để hồi nữa mình làm áo lên cái vỏ bánh. Và đặc biệt đây là một loại nhân. Đố các bạn, đây là loại nhân gì? Chính xác là như vậy. Đó là loại nhân khô gà và lạp xưởng. Ở đâu? Đúng rồi, 0933704455. Ba làm đó các bạn ơi, nhà Nhi làm đó. Đây lạp xưởng nha, với khô gà nha, ba vô viên sẵn vậy. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ làm nhân. Giờ viên nhân. Hai, bao nhiêu? 25g, bà đúng không đó bà? Đây, hy vọng sẽ có nhiều người đón xem có gì nấu đó của Nhi để có tiền mua cân mới. Bà nội ơi, cái cân ghê quá. Từ sáng đến giờ chưa cân cái nào mà xúc tùm lắm. Mình sẽ 25g cái nhân này. 1, 2, 3. Rồi, nhắc ra xíu. Trẻ làm tư lận, đúng rồi. Đây, học này. Đây. Ủa, sao kéo bằng cái gì đây? Ủa? Ấy. Hơi lớn rồi. Đó, đó là lý do tại sao mình phải làm chương trình Có Gì Nấu Đó. Bởi vì dành cho các bạn rất là ít vào bếp nha. Thật sự trứng muối mình sẽ cắt làm 4, bởi vì mình sẽ làm 4 cái hả ba, làm 4 cái nhân đậu xanh để lên đây để cho các bạn dễ thấy ha. Mình sẽ xắt nó. Trứng này là đã luộc rồi nha. Đây mình sẽ xắt làm ít, tại vì mình sẽ làm bánh nhỏ. Ô, dễ thương quá các bạn ơi, chưa gì hết thấy cắt cái trứng muối là thấy mình có năng khiếu nấu ăn rồi đó. Đó, trời, cắt một cái mà nó quá đẹp các bạn thân mến của tôi ơi. Ồ, đẹp quá, đẹp quá. Đó ha, trời ơi, dễ thương quá. Xong rồi, và bây giờ mình sẽ bỏ lên cân cái đã. 1, 2, 3. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhét nó vô chính giữa. Tại vì mình là Nhi làm bánh nhỏ cho nên là Nhi mới là cân như vậy nha. Đó, nhét vô. Đó, thấy chưa? Sao nó kỳ quá vậy nè. Rồi, sau đó mình dò. Dò viên lại. Bởi vì làm bánh nhỏ cho nên là cân như vậy đó. Nhưng mà khi các bạn làm bánh lớn thì các bạn cứ như vậy mà gấp đôi lên, đúng không? Cứ gấp đôi, gấp ba lên thôi, cái bánh lớn. Nếu mà nó có bị bể, bị hẻ thì không có gì phải lo lắng hết mọi người. Tại vì mình không phải là dân chuyên nghiệp. Thì mình dán nó lại, đó thấy chưa? Dán lại thôi rồi sau đó đắp lên vậy. Tại vì khi mà mình cắt ra thì cái trứng muối đó nó bị bể. Đó, mình dò lại xong rồi. Đau. Bỏ cái đó nha, làm nhẹ nhàng thôi. Mày đặt làm màu làm mè đau lắm. Đó, chỉ đơn giản là cầm lên rồi dò viên lại rồi đè vô, đó như vậy thôi. Lấy trứng muối để vô chính giữa ha. Rồi, bao lại, bao lại, bao lại. Dễ thương quá. Ngày hôm nay ekip của mình gần 10 người thì chắc chắn mọi người sẽ được hai cái bánh trung thu của Nhi làm đó. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Chắc chắn là hạnh phúc rồi. Cho nên tí nữa sau khi quay xong là chị Nguyên sẽ đóng cửa nhà lại, không cho bất cứ một người nào đi ra khỏi nhà này, trừ khi mọi người sẽ đứng trong nhà và ăn hết mọi người hai cái bánh trung thu của Nhi. Một cái là nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối, và một cái là nhân khô gà và lạp xưởng 0933704455 nha. Hạnh phúc chưa? Nhi sẽ đứng nhìn thẳng vào mặt từng người và đợi cho ăn hết
Rồi ai ăn hết thì được về trước. Ăn không hết hay từ chối ăn á là ở đây ăn xong mới được về. Đó, mấy cái hư hư rồi ha, dán lại. Và bây giờ mình sẽ cân 20 gram bột. Hồi nãy là 30 gram, 3 dạch. Thì 2 dạch. Đây, mình sẽ ngắt ra 20 gram thôi, 20 gram bột thôi. Áo lên cái cân cho nó không bị dính bột mình. 20 gram. Đó lên. Rồi mình sẽ cân nha. Dư 20 gram, 2 nước thôi. Đó, vậy cho nó sành điệu. Dư, dư. Rồi, chỉ có chút xíu như vậy thôi nè. Đó, 20 gram. Chết rồi, sao nó bự hơn cái nhân, nó nhỏ hơn cái nhân vậy? Nó đúng rồi hả? Như vậy là đúng rồi. À, mình còn đẩy nữa. Rồi, thì ra là vậy. Như vậy mình sẽ, đây, 20 gram bột thôi nha. Hay quá. Đây, 20 gram bột. Ôi, không nghĩ là nó có chính xác như vậy luôn á nè. Bóc đại nha, ảnh lên. Thấy không? Hai dạch. Wow. Hay chưa? Quá hay. Hai dạch đúng không? Dễ sợ thiệt luôn á, thiệt sự á. Bây giờ hôm nay sao tôi thấy tôi sinh ra để nấu ăn. Thật sự, căn bếp này là dành cho mình. Y chang luôn. Mười chút. Hay quá ha, cái bột lúc mà thời gian nó nghỉ á, nó mềm ra xong rồi cái nó dính vô nhau hơn. Chứ hồi nãy lúc mà trộn nó còn rời rạc, chứ có kết lại lắm. Đây, mọi người hãy nhớ đừng quên nha, trong lúc mà Nhi dò bột á là hãy nhớ nhấn subscribe kênh YouTube của Nhi nha. Và share những cái clip của Nhi về Facebook của các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ cán bột nha. Và bây giờ sau khi cán xong nó sẽ như vậy. Đúng rồi ha, đúng rồi ha. Giống như là mình làm hoành thánh vậy đó. Đây xong cái mình sẽ bỏ nhân vào. Nhân nè, nhân gì? Đúng rồi, 0933704455 đó, lạp xưởng với lại khô gà đây. Và mình bao nó lại. Mình bao nó lại. Và mình dò. Nó không chín. Nè, bóp nó lại. Đó, nói chung là mình đừng cán mỏng quá thì nó sẽ bể. Đúng không? Cho nên là mình sẽ cán. Đấy. Tiếp theo. Không sao phải không ba? Không sao, không lo lắng, không gì phải lo lắng hết. Nhưng mà phải làm hết cái này chứ. Tại vì cái nhân nó bị gồ ghề cho nên nó hơi khó chứ. Chứ là làm đúng rồi đó mọi người, tới từ đầu tới clip là tới bây giờ mình vẫn làm đúng nha, tại vì nó bị nó tét rồi. Vẫn đúng nha. Đúng rồi đó mọi người, vừa coi clip Nhi một lần xong sau đó mình đã biết được cái cơ bản của cái việc làm bánh trung thu rồi đó. Thì sau đó thì trong lúc mọi người làm thì vẫn cứ bật clip Nhi lên. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau ủng hộ. Chúng ta cùng nhau cố gắng thôi. Bây giờ làm lại. Tại vì quên rắc bột ở chỗ này. Đó, trung tâm. Làm lại. Thôi không sao, hãy cố gắng lên nào. Và bây giờ là nhân dễ hơn nè. Nhân này dễ hơn. Đó, thấy chưa? Đó, đẹp, rõ ràng.
nhân đậu xanh, sầu riêng, trứng muối nha. Mình sẽ bao nó lại. Đây. Thấy chưa? Tại vì cái này là nó dễ hơn cái nhân kia. Cái nhân này á thì tại vì nó bị gồ ghề cho nên nó đâm ra. Nhưng mà khi một hồi nó vô khuôn là nó sẽ đẹp, cho nên mọi người yên tâm, không có cái gì mà mình phải bỏ cuộc hết trơn á. Đó, xong rồi, đẹp chưa? Rồi. Như vậy là xong rồi. Xong. Và bước kế tiếp là mình sẽ bắt đầu mình đổ khuôn. Đây, như có mua những cái khuôn rất là dễ thương. Khuôn này là bánh trung thu bình thường nè. Còn khuôn này là bánh trung thu nhưng mà nó có cái hình đáng yêu dễ thương này, dành rất là hợp cho các bé nhỏ, con heo nè, rồi mấy cái con trong nhân vật phim hoạt hình nè. Bây giờ mình một cái như vậy. Còn cái khuôn này nữa. Khuôn này nữa. Nó có tới 4 mặt cho mình thay lẫn 4 cái hình cho mình thay. Với cái đồ mặn này 50g. Một cái bánh như vậy là 50g nha. Mình sẽ rắc bột lên khuôn để cho nó không bị dính bánh nè. Xong rồi sau đó mình sẽ đóng xuống. Nó đâu rồi Nguyên? Ở đây. Ủa đâu rồi? Rồi mình sẽ giữ ở đây. Mạnh lên. Đừng mạnh quá nó sẽ bị lòi phèo. Một nhấn. Hai nhấn. Mạnh nữa hả ba? Mạnh chưa? Được chưa? Chưa. Kéo này lên. Kéo lên. À vậy hả? À thì ra là như vậy. Wow. Xinh chưa? Hay quá mọi người ơi. Ây da. Mình phải để một cái miếng giấy nến lên. Rồi. Để đây nha. À quên nữa mọi người, mình sẽ bật lò nướng với nhiệt độ là 180 độ nha. Hai nhát và sau đó đẹp quá, mừng muốn khóc quá, xúc động quá. Rồi mình sẽ đến nhiệm vụ tiếp theo. Con heo dễ thương, con heo dễ thương. Mình sẽ lại tiếp tục mình áo nha, nhiều rồi. Rồi bỏ thêm đi ha. Để cho ăn. Rồi mình sẽ để, lúc nào mình cũng sẽ để mặt láng vô cái phần hình của mình nha. Và lấy tay ịnh xuống cho nó tràn hết cả cái khung này thì nó mới thành hình. Rồi xuống. Đó, cho nó mạnh. Đó, cho nó vào khuôn. Con heo. Đó, dễ thương chưa? Phổi nha. Mình sẽ có một cái phổi bột trắng bớt bột của mình. Đó. Dễ thương chưa? Con heo nè. Tiếp theo. Không sao. Đúng không? Phải có cái con này con kia cho một đàn heo. Không có con nào mà nó hoàn hảo đâu mọi người. Nó chỉ bị ấy thôi thì mình ấy xuống lại, có gì đâu.
Mình sẽ làm hình khác nha, cho dễ thương nha. Mình sẽ làm hình này. Đó. Mình làm con khủng long đi, cho các bé trai nha. Cho các em trai. Đây, và cái này là cái cuối cùng rồi. Xong. Mình sẽ xếp lại đây nha. Đây là bánh mặn nè. Đây là những chiếc bánh mặn. Đây là những con heo. Con heo. Ui, dễ thương quá đi, chịu không nổi luôn. Thật sự quá dễ thương luôn đây. Rồi, sau khi mà xong xuôi hết rồi thì mình bắt đầu đi nướng thôi. Với nhiệt độ là 180 độ và mình sẽ nướng trong vòng 5 phút cho lần đầu tiên. Đợi thôi. A few moments later. Bây giờ sẽ là nó kêu rồi kìa. 5 phút rồi đó. Đợi chút. À, bây giờ mình sẽ là làm cái vết mặt lên mặt bánh cho đẹp nha. Thì đầu tiên mình sẽ có 2 muỗng sữa tươi để mà mình bỏ vô lòng đỏ trứng gà. Rồi, tới liền. Được biết rồi. Đây nè. Hay vô. À, bánh đã khô lại chút rồi nè. Tên. Nghe mùi bánh rất là thơm luôn. Đầu tiên là mình sẽ quết nước trước để cho bánh nguội, xong rồi sau đó thì mình sẽ quết trứng lên bánh. Thì như vậy bánh mới nguội được. Nước lên bánh trước nha. Cái bánh nguội mình phải làm động tác như vậy, mình áo lên mặt bánh xong để cho bánh nó có màu vàng đẹp bằng trứng với lại sữa tươi đó các bạn. Và mình sẽ nướng tiếp 5 phút nữa với nhiệt độ là 180 độ. Xong mình ra mình áo lại một lần nữa rồi mình đem vô mình nướng tiếp. Xong làm như vậy là 3 lần như vậy là bánh mình mới là thành. Rồi, bánh đã ẩm rồi nè. Vô nước tiếp. À, quên. Mình sẽ quét trứng vô. Mình sẽ làm như vậy 3 lần nha. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào và mình sẽ nấu. Chờ đợi thôi, bởi vì đây là lần nướng cuối cùng rồi. 5 phút cho nhiệt độ là 180 độ. One eternity later. Đây, bây giờ đã xong rồi. Bánh đã vàng rồi nè. Xong. Mọi người sẽ thắc mắc giống như lần đầu tiên đi làm thì cũng sẽ rất thắc mắc là sao cái bánh này nó hơi bị không có được cái màu vàng sẫm đúng không? Nhưng mà bởi vì khi mình làm xong nó sẽ bánh sẽ có màu này nè. Và khi chừng nào mà mình để bánh phải một ngày thì bắt đầu nó sẽ xuống màu. Đây là cái bánh mới làm cho nên nó mới như vậy thôi. Không chút bảo quản nè, rất sạch sẽ.
một kinh nghiệm sau khi làm bánh trung thu là phải nhấn mạnh lên, phải nhấn vô cái khuôn thiệt là mạnh, phải nhấn cái khuôn thiệt là mạnh nó mới không có bị mất hình. Cái này bị mất hình rồi nè, nó thành tròn quay không còn hình khuôn gì nữa, nó bị mất hình luôn rồi. Cái này là nhấn mạnh nhất luôn nè, nên nó vẫn còn hình. Vậy cho mọi người xem cái bánh sau khi làm được 2 ngày trước thì nó cái màu nó sẽ rất là giống bánh trung thu. Bánh này là bánh của chị Nguyên làm 2 ngày trước đây. Bây giờ thành công rồi, chúc mọi người nấu bánh trung thu thành công nha. Chúc mọi người làm bánh trung thu thành công nha. Và đừng quên hãy subscribe kênh YouTube của Nhi. Đặc biệt nữa sau cái clip này á, mọi người nếu như muốn Nhi nấu món gì á thì hãy comment thiệt là nhiều bên dưới nha. Nhi thấy cái món nào mà mọi người á yêu cầu Nhi nấu á nhiều nhất á, Nhi sẽ làm clip nấu món đó. Và đặc biệt những cái món phải dễ thì bởi vì Nhi có rành nấu ăn. Các bạn ơi, tiêu chí của Nhi trong cái vlog này là có gì nấu đó, cho nên các bạn comment những món ăn các bạn mà muốn Nhi thực hiện cho các bạn ở phía dưới nha. Và Nhi sẽ chọn ra những món ăn nào các bạn muốn Nhi thực hiện nhất và Nhi sẽ nấu món đó và làm clip cho các bạn, cũng như các bạn thì là tự tin. Nhớ là món ăn đơn giản nha. Xong bánh trung thu rồi nè, chúc mọi người một trung thu an lành, hạnh phúc bên gia đình. Nếu như đợt này nếu như mà mọi người ăn có cái feedback tốt á thì có thể là mùa trung thu này sẽ bán đó. Mùa trung thu không tốt là không bán hả chị? Đúng rồi, không tốt chị nghĩ luôn. Ủa sao tới khi ăn bánh trung thu anh bán chị rồi? Chị nói chị làm. Hả? Chị nói chị làm. Trời ơi chị làm đó, mọi người ăn chung với nhau nha, bởi vì cái số lượng nó ít quá. Trời ơi. Mọi người ăn chung với nhau nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ôi, nhỏ như vậy mà còn ăn chung nữa hả chị? Ờ. Bé là ăn chứ mặt chị cho chị coi coi. Nó bé thì chị nào cũng như nhau hay là sao? Nó nhân như nhau, sẽ có nhân đậu xanh với sầu riêng với lại đậu xanh đây, có thể là nó đó. Nhưng mà ăn chay được. Ăn chay được không chị Nhi ơi? Ăn chay được không? Chay được. Có đậu gì không được có chút muối. Ồ. Nên là chị ăn được xong rồi cái không được có chút muối. Bẻ ra ngon như thiệt, như thế chưa? Tức là mọi người có thể ăn chay nhưng mà nếu ăn chay thì lột cái trứng muối bỏ đi. Ăn cái bánh rồi. Thơm quá. Em nhìn lên bắp đi. Nếu mà em đã nói câu đó rồi thì về anh bóc đi cho chị. Không sao, vì mình cắt đoạn này ra chị. Dư tại cho anh xong chưa? Em xong rồi, bây giờ em sẽ review cho chị nào. Chị bỏ một cái nhụm nhỏ vào miệng em liền. Hình con này con kia bắt mắt lắm nha mọi người. Đúng không chị? Đúng hình này hình kia đúng không? Có cái ai mà có cái nhân mặn á là nhân khô gà với lạp xưởng đó nha. Gọi gì dễ thương vậy? Lại là nhân trứng muối với lại đậu xanh. Ủa nhưng của anh thấy sao? Nhân của anh không. Đợi em coi cái hình. À trứng muối với đậu xanh. Không. Thơm. Dẻo. Và ngon mà. Cảm ơn em. Ăn ớt giùm chị nha. Ăn ớt thì rồi chị đi chỗ khác. Đồ ngon mà sao đùng đẩy quá vậy? Chị sợ lúc chị đi cái được không ra. Thao ngon thiệt. Để em ăn. Anh Hùng cái chị. Anh Hùng ơi. Ê, cho một cái hộp đen của mày. Anh muốn ăn nhân nào? Nhân trứng muối đậu xanh hay là nhân khô gà với lại lạp sữa? Nhân trứng muối đậu xanh. Hả? Nhà làm hả? Em làm hả? Em làm. Bạn ơi, em về đi đợt ăn được không? Cũng lo lắm các bạn ơi. Ui á. Ai trên thân giấy mới ra bụng quá. Muối nè. Ở đây sao? Cũng được hết. Anh có nên bán không? Bán thì em rất có lời á. Sao đó nha, em hoài không thấy nuốt vậy. Trời ơi, ăn nữa. Cái mở miệng ra ăn liền. Lột cái má em đi. Ủa, gì vậy? Anh bị tiếng gió, anh mệt.
gió hả? Ăn vô nhiều khi hết á. Lột đó. Chị Nhi bắt buộc lột á. Muốn thành con heo. Em bắt được quá đúng rồi, đầu. Nghe một chữ bảo quản mà em tự làm. Em tự làm. Em tự làm luôn. Ăn được hả? Sao nhìn em thấy sợ quá nhỉ? Không có, em sợ. À, vậy bẻ ra có chân muối không? Em bảo em ăn hai góc mà em tốn nửa bịch khăn giấy rồi đó. Ôi chân muối nhiều quá nhỉ? Trời, chân muối này ăn trời. Không phải, nó chỉ là 1 phần 8 của cái chân muối thôi. Tại vì cái chân muối nó bự mà cái bánh này em làm bánh nhỏ mà. Không, không, nó tán ra chứ không có nhiều. Em bán vậy mới lời nhiều. Hay là cái này là trứng muối vụn? À hiểu rồi, đập cái trứng muối ra, cái trứng muối tròn á, ta đi làm khác rồi. Thì đó, mấy cái vụn vụn nè đúng không? Thì ra nãy giờ em kêu mọi người cắn cái gốc thôi, không cho mọi người cắn vô giữa. Mà nọ anh cũng nghĩ là ồ cái trứng muối sao nhét được cái bánh này hay vậy ta. Cái trứng muối, đây là cái trứng muối nè mọi người. Đây là cái trứng, đây không, đừng nói cái đó chứng. Nè, anh rất là vũ quan chị Nhi, để vậy thì ít là phải rồi, vậy mới nhiều nè. Wow, đó, thấy không? Đó. Toàn là dụng không nha mọi người. Trời ơi, ăn thử coi nè. Thơm nè. Ngọt quá. Thơm, vừa lắm, không có ngọt. Nó giống bánh con bình thường không? Thơm ngon á. Nhưng mà ừ. Sao giống cái sầu riêng quá vậy ta? Đúng rồi, có sầu riêng nữa. Hèn chi thơm quá nè. Ừ, được á. Như đi tìm cái bịch cho mẹ đi Như. Em nên bán với giá nào là được? Hả? Em nên bán với mức giá nào? Em nghĩ là nên bán 100 ngàn một cái vì nó quá ngon à. Nhưng kèm phải tặng 10 cái nữa nha. Thôi sao? Ủa anh tưởng em làm phát triển thì... Nó có, bán. À bán hả? Dạ. Không nên nha, không nên. Dạ. Để em thay đồ. Thất vọng. Thôi mà, tới nhà em đâu rất đông. Nha, rất đông.